Vâng, thưa quý vị, những hình ảnh quý vị vừa được xem thì ngày hôm nay nhân vật chính của chúng ta chính là căn nhà một tầng phía sau lưng Thu Trang đây rồi ạ. Quý vị thấy là căn nhà hôm nay của chúng ta thì có phong cách nhẹ nhàng một chút về bán dân cổ điển với những cái phần thảo chỉ rất là nhẹ mà quý vị có thể quan sát ở đây. Và trước hết chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn cái không gian xung quanh sân vườn của công trình này quý vị nhé. Khuôn viên đất ở đây thì rơi vào gần 400m² và được chủ đầu tư bố trí những cái phần khoảng sân rất là rộng như thế này để mai sau chúng ta có thể dễ dàng đặt những phương tiện đi lại của gia đình ở đây nữa. Đặc biệt hơn là cả nhà sẽ có một không gian sinh hoạt rất là rộng rãi và thoáng mát. Đồng thời là xung quanh đây, chủ đầu tư đã bố trí rất nhiều loại cây cảnh này, có cả gốc hoa hồng này, cây mộc này, cây hoa sứ này, rất nhiều loại cây. Ngoài ra thì không thể thiếu những cái phần gốc cây to để làm bóng mát cho công trình. Đương nhiên là một khoảng sân rộng như thế này thì chúng ta sẽ rất cần thiết những cái khoảng bóng mát của cây cối, đúng không nào? Và đây, Thu Trang đang tiến dần tại công trình. Thì quý vị có thể thấy là chiều ngang của công trình này rất là rộng, lên đến 16,5m² quý vị nhé. Tính từ cái đầu nhà phía bên tay phải của Thu Trang thì quý vị có thể quan sát kỹ hơn nữa thì tổng chiều dài mặt tiền ở đây là 16,5m² và chiều sâu của công trình là 8,5m, chưa tính phần sảnh này quý vị nhé. Và từ cốt sân lên cốt sàn thì được sử dụng hệ thống là ngũ cấp. Với một công trình một tầng như thế này, Thu Trang thấy là sử dụng hệ thống ngũ cấp sẽ tôn lên cái vẻ thanh thoát cũng như là sang trọng cho công trình rất là nhiều. Ở phía trước sảnh thì quý vị có thể quan sát được là hệ thống cột đóng vai trò quan trọng rất nhiều trong công trình của chúng ta. Hệ thống cột thì có kích thước to như thế này thì sẽ tăng thêm sự đồ sộ cũng như sang trọng cho công trình. Và tổng thể của công trình thì Thu Trang ấn tượng với cái lớp áo màu trắng sứ như thế này quý vị nhé. Hoàn toàn là bây giờ chúng ta xây dựng thì sẽ dễ dàng để chúng ta lựa chọn màu sơn cho công trình. Đặc biệt là khi sử dụng cái màu sơn trắng sứ để sơn cho công trình nhà mình, nhìn nó sẽ rất là thoáng và nhìn nó sẽ được khắc lên cái vẻ tinh tế sang trọng cho nhà mình. Kết hợp cùng các màu trắng sứ đó chính là hệ thống mái Nhật. Hiện nay thì Thu Trang thấy các chủ đầu tư thường lựa chọn hình thức là mái Nhật nhiều hơn. Với độ dốc vừa phải này, chi phí cũng thời gian thi công cũng được rút ngắn rất là nhiều so với hệ thống mái Thái. Tuy nhiên là mỗi hình thức mái thì sẽ có những cái ưu điểm khác nhau. Và bây giờ chúng ta có thấy được cái sự kết hợp giữa phong cách cũng như là hình thức mái nó rất là ăn khớp với nhau. Tiếp theo đó chúng ta có thể thấy được hệ thống cửa sổ của công trình được chủ đầu tư ưu tiên sử dụng hệ thống cửa nhôm kính để lấy sáng toàn bộ. Khi mà chúng ta bước chân vào trong thì chắc chắn là những cái nguồn năng lượng tự nhiên, nguồn ánh sáng tự nhiên sẽ được đón vào bên trong rất là nhiều. Tại chân công trình thì được ốp toàn bộ bằng gạch tối màu để công trình có được bố cục vững chãi hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong. Thì với kích thước của ngôi nhà như thế này thì bên trong được bố trí công năng như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào trong nhé. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị vào bên trong thăm nhà. Và đầu tiên chúng ta sẽ trải qua một hệ thống cánh cửa hai cánh như thế này quý vị nhé. Cửa chính của công trình thì được chủ đầu tư ưu tiên sử dụng là chất liệu gỗ liên nam phi với kích thước là 2,8m và vào cung đỏ cho mệnh của gia chủ. Đầu tiên chúng ta sẽ trải qua cái phần khu vực nội binh đường như thế này. Khu vực này thì sẽ làm thoáng để chúng ta có thể đón vượng khí vào trong nhà và là nơi tiếp khách rất là lý tưởng. Và đây, không gian đầu tiên chúng ta sẽ bắt gặp đó chính là không gian phòng khách rơi vào 37m². Quý vị có thể thấy là tông màu trong này sử dụng cũng khá là sang trọng và đơn giản. Như vị trí Thu Trang đã di chuyển đến đây chính là bộ bàn ghế kết hợp giữa sofa da và gỗ. Quý vị có thể thấy là cái tông màu như thế này cũng rất là phù hợp với một phong cách hiện đại cho công trình quý vị nhé. Đây, phía trên thì đã được chủ đầu tư bố trí cái phần đèn kết hợp với quạt trần nhìn rất là sang trọng và tông màu cũng khá là hài hòa nữa. Còn đi sâu vào bên trong chính là không gian phòng thờ của gia đình. Không gian phòng thờ thì được sử dụng tông màu sẽ trầm hơn một chút với những cái chất liệu như là gỗ công nghiệp, cái vách cắt CNC như thế này để ngăn cách giữa không gian phòng thờ với không gian phòng khách phía bên ngoài, sẽ giúp cho chúng ta có được một không gian phòng thờ có được sự ấm cúng cũng như là thiêng liêng này. Không gian phòng thờ này thì sẽ có diện tích rơi vào 11,5m² quý vị nhé. Phía bên tay trái của chúng ta sẽ còn hai phòng ngủ. Tại sàn của công trình như thế này thì sẽ được bố trí 3 phòng ngủ và phía bên tay trái này sẽ là hai phòng ngủ quý vị nhé. Đầu tiên sẽ là phòng ngủ phía bên tay phải Thu Trang, ở đây rơi vào 14,5m² và phía bên tay trái đây sẽ là phòng ngủ rộng hơn một chút xíu, rơi vào 16,5m². Công trình thì hiện tại vừa mới lên nhà mới nên là các đồ nội thất của
trong nhà thì sẽ đang được chủ đầu tư đặt dần. Hiện tại thời gian đến Tết Nguyên Đán đã rất gần rồi nên là những cái đồ nội thất cũng đang được chủ đầu tư khá là cẩn thận, chỉnh chu để tìm hiểu quý vị nhé. Và đây, phía bên tay trái của chúng ta sẽ còn một phòng ngủ nữa. Kích thước cũng tương tự với phòng ngủ phía bên tay phải của Thu Trang thì đây sẽ là phòng ngủ nhỏ nhỏ, được chủ đầu tư bố trí những cái phần nội thất rất là cơ bản. Còn lại không gian cuối cùng của công trình này đó chính là không gian bếp ăn. Không gian bếp ăn ở đây rơi vào 23m2 quý vị nhé. Thực sự đây là một không gian bếp ăn rất là rộng rãi. Đặc biệt hơn, Thu Trang thấy thích cái tông màu ở trong bếp ăn. Nhìn nó rất là sáng sủa và có những cái điểm nhấn nó cũng khá nhẹ nhàng nữa. Và chất liệu được sử dụng ở đây thì vẫn là những cái chất liệu chúng ta sẽ rất quen thuộc với những phần tủ bếp như thế này này. Mặt đá, mặt bếp là được làm bằng mặt đá kim sa này. Đó, những cái phần ốp như thế này chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh sau mỗi buổi nấu nướng quý vị nhé. Đó, vị trí để tủ hút mùi này, cũng như là cái phần tủ bếp chúng ta đặt được cái phần tủ như thế này thì mọi đồ đạc chúng ta có thể cất hoàn toàn vào bên trong. Nhìn cái không gian bếp của chúng ta sẽ rộng rãi và sạch sẽ hơn. Còn sau cùng, đây là vị trí vệ sinh trung tầng quý vị nhé. Vệ sinh ở đây thì cũng thiết kế nho nhỏ thôi. Và từ không gian bếp ăn đó, chủ đầu tư cũng đã đặt được bộ bàn ghế ở đây. Quý vị có thể thấy là chúng ta sử dụng một bộ bàn ghế 6 chiếc ghế như thế này thì giao thông đi lại vẫn rất là thuận tiện. Và từ khu vực bếp thì sẽ có một lối để chúng ta đi ra phía bên ngoài. Lối này thì sẽ giúp chúng ta dễ dàng trong sinh hoạt này. Khi nào có khách thì chúng ta có thể dễ dàng đi vào bếp hơn. Không gian mở như thế này, Thu Trang thấy là cái sự kết nối của các phòng cũng rất là hài hòa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan lại một vòng cả nội thất và ngoại thất của công trình này, xem quý vị để lại ấn tượng gì cho công trình nhé quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa trải nghiệm tham quan căn biệt thự một tầng mang theo phong cách bán thân cổ điển tại Quỳnh Phụ, Thái Bình. Nếu quý vị đang có mong muốn xây dựng một căn nhà đẹp như thế này thì quý vị hãy để lại số điện thoại hoặc liên hệ ngay với hotline của VC Home để chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp cho quý vị nhé. Còn bây giờ, Thu Trang xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những công trình tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh YouTube của VC Home để nhận thêm nhiều thông tin các mẫu nhà đẹp hơn nữa. Xin chào!